Hello, xin chào mọi người nhé. Sau đây thì mình sẽ dùng cái đó này, hôm qua mình đan. Mình sẽ đi đánh bắt cá suối. Đây, đây là đó của mình. Đây. Sau đây thì mình sẽ đi tìm mồi để cho cá vào. Đây thì mình sẽ đi nhặt ốc. Sau đây thì mình sẽ đi kiếm mồi để tiếp theo đây thì mình sẽ giã ốc ra. Bây giờ mình sẽ giã ốc. Khi bạn đã thấy ốc nó nát ra rồi, các bạn sẽ cho ốc vào hòm bạn ạ. Đây. Khi các bạn đã cho ốc vào đây rồi, bạn đút chặt cái lá này vào. Đây, sau đây thì mình sẽ đi bẫy cá. Sau đây mình sẽ đi bẫy cá. Đây, sau đây thì mình sẽ đi bắt cá. Đây, các bạn nhớ cho mình là các bạn phải đặt xuôi xuống nhá, đừng có đặt ngược lên dòng nước, cá nó sẽ không vào đâu. Đây, công việc của mình là bây giờ chỉ lên bờ chờ thôi các bạn ạ, đợi tầm khoảng 10 phút là mình sẽ ra mình nhấc đó. Sau khi một thời gian thì mình đang ngồi đợi thì bây giờ thì mình sẽ đi nhấc đó, các bạn sẽ cùng mình đi nhấc đó. Đây, sau đây thì mình sẽ đi nhấc. Vâng, đây chính là thành quả của mình các bạn ạ. Đây các bạn thấy không, bên trong có cá này. Đây, sau đây thì mình sẽ bỏ cá cho các bạn xem.
Đây. Đây chính là thành quả của mình. Đây chính là thành quả của mình. Đây, cá đây. Đây là cá suối rất là ngon các bạn ạ. Cá suối, đây là cá suối đấy. Rất là sạch sẽ. Không như dưới thành phố. Đây là cá suối. Đây, các bạn nhìn nào. Đây là nó là cá trạch. Người ta gọi là cá trạch, trạch suối. Rất là ngon. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ thả chúng đi. Bây giờ mình sẽ chặn.